Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì nay vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng. Tiên hạ tiên cung kỳ thanh đồng con bái đào cung tình mời Phật thanh bóng ngài đã chữ đàn riêng để nhất tin nơi thịnh mời bố đệ nhất tin thiên nghe sắp phong chia thân nghe sẽ lo mẫu ngự về quê trong phủ về an thái thôn thu về những tiên bản đi gọi nhà lý bộ cải chân thanh xa đi hồi cung đệ nhẹ thánh tiên đi cũng thịnh mời muốn đệ nhẹ thánh tiên đi muốn xuống sông đền ngờ sông xưa chúng tôi ngang cùng đời vô cát riêng một đầu gió mát lê chẳng thành bắc cảnh xanh 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 nghe lầu tần nghe bắc cảnh xanh lây lầu tần kho xanh xanh nghe thị thành nghề khuôn so để nghe thánh tiên cung thịnh mời mẫu đệ nghe thánh tiên tích xưa xin thành trong đền sông sơn thanh xa hồi cung thanh mẫu đệ tam thịnh mời thanh mẫu đệ tam xích lần lòng nữ ngự đền hỏi cung Đà Phật lô nhan xạ nhiệt pháp giới mong quân chư Phật hài hồi tận giang khi dư kết tường vân thành nghi hương ân chư Phật thiện toàn thân nam mô nhang vân gái Bồ Tát Ma Tát nam mô nhang vân gái Bồ Tát Ma Tát nam mô nhang vân gái Bồ Tát Ma Tát thái quang dòng nhang thập cờ diệu mộng về chư đàn duyên ngã tích cung giảng kim phục hoàng lập đặt thánh chúa tiên trung vương thanh gia nghe hồi cung văn võ quân thần đức ốc trần triều văn võ quân thần uy linh tốc sáng nghe ân cần đặt đi ngài giúp cho có lệnh truyền ra đức công nghi có lệnh truyền ra các quan toàn bộ cũng là chi dịch quốc sử ghi
cơ diệu đức ông chứng tăng duyên ngã tích tăng cũng giảng kim phục hoàng lập lần thánh chúa tiên trùng vương ca la thấp giảm từ bi lân mẫn chúng sinh vô ngã kim kịch lệ dòng nhân và chúng thiên tuôn văn sử dựng lên thương lời văn sử dựng lên thành ông đầu đuôi chúa phê dành lành phê cho đôi chữ trường sinh đôi chữ trường sinh ông độ cho đôi chữ trường sinh cửa nhà khang thái phúc lai giàu bền chữ rằng thanh giang đều huân
thăng tiến. Thành ra nghi hồi cùng
ta bờ sông dài cửa bể tơ bờ chiếc thoi gô bé lũ lờ bên sang sơn thanh gia xa trông nghe mẹ đào lay lắng xa trông nghe thuyền rồng cầu quần đi trèo về cửa mẫu đây thanh gia nghe hồi cùng tâm vị chú vương sơn giang nghe tâm vị chú vương nghe tây thiên chú đệ nhất nghe phương đệ đệ xứng đây thanh gia nghe hồi cùng quy đồ tung văn nghe chưa mối nguyệt hồ mộc giang niên thế là nơi quê nhà ngã tư phố kép đi vào đền nghề thờ tiên chúa đồng đồng đào cảnh thiên cây không mang bốn mùa tươi tốt bốn mùa câu e lộc lộc câu bình bình an huệ lan thơm ngát muôn màu bốn mùa giờ bong bong cánh sen hồng con
đọc hơi sương ngày đầu sự là phi thường. Xuống nhang đi tính xuống mà chúc mừng rằng
chim nữa cơm lam đi xa vàng tình nghe ngày xin bài đi tìm Chúa đi chọn lối này, Chúa đi
giá mùi. Cao mại quê nhà lầm thao, cao mại quê nhà anh linh chắc giang nghi chú bà đệ tam thanh gia hồi. Năm phương nghe năm yếu yếu rằng nghe phụ phương bản cảnh nghe tiên là dân ngoa. Lòng hồ trầu vào ý. Từng câu cung văn
ơi đừng ngờ ngã mà đường chơi với thương ai chín đời mười trời. Một bước bay xa từ cả đời mà ngẩng cao đầu thành tinh năm phương lòng vân thành tiền mà có người có ta phép tiền sát quỷ chữ ta đem cho trăm họ chúng con là Yeah.
sang người tiền nữ hôm nay về
một tuần nhang long thành thắp một tuần nhang tấu về thoại phủ các ban các tòa thiên đình chúng đây diêm la chốn đây diêm la thiên đình chốn đây diêm la dưới đền thoại phủ vua cha độc đình vốn xưa từ dưới thỏa cung khai quang dòng nhang thắp cờ diệu quan về chính đăng diêm nga tích tăng cùng giảm kim phụng hoàng lập lập phật thánh chúa trên trung vương dâng lên tương lai dâng lên con vì tu đuôi chúa phu dành dành khi cho đôi chúa sương sinh chư phu chư quý hiền binh đời đời độ cho dũng mạnh vui đường Vương ông sao khó
nào con sông cả kéo quân về đông ngã ba tranh sương ai đàn hát tập tành thơ ngâm phú độc này đàn tranh chơi bời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lâm liệt tung hoành gia huy, lâm liệt tung hoành chư ta phát huy nền danh tương tài. Cảnh thiên tai quan quân ngài giá ngỡ, các bộ nàng náo đức nghi dân hoàng. Lại trở ra về châu thôi, lại trở ra về để con nghe khấu đầu cung thủ nghe tiếng văn mời quân đệ nghe còn một xanh chỉ con quê nhà lính sang nghe chỉ con quê nhà xanh lam cổ tích nghe một tòa nguy cao. Chúa tiên trung vương
văn sứ dựng lên thương lai văn sứ dựng lên quan tuần tu đôi chu phu dành dành vì cho đôi chữ trường sinh đôi chữ trường sinh ai về cho đôi chữ trường sinh chữ thô chữ thủy khang linh thọ trường chữ rằng ngài giang liêu ân Thank you.
yên sóng lặng chiều bách thần chi tặng phòng công quan tuần tranh lâm liệt tung hoành cứu dân hộ quốc được phong công hàng đầu sắp 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 sắp
người chư tinh tôn quan đi vạn phép anh linh quyền âm ca quản âm binh đi hạ trời. Tôn quan tôn người hiền hách ai đang ra tay tế độ chân vàng con được nhờ. Lúc cầm quyền còn đáng cha số, hay quan còn đổi số cho ai? Thiên binh văn võ toàn tài, quan quân lịch sử đàn trai. Phong vân vân lê thượng đạo ban phép cứu dân quan trừ ta. Anh dâu tiền cho về ma chân, ai có ta quan trùm ta ra. Dầu ai bệnh đạt chưa qua, cầu quan để bệnh đạt được thành công.
mạnh trước sau việc trong ngoài, thay thầy trước nghe sau sửa sang nghe tranh tranh phó nghe mập màu đêm hôm nay.
do quân dung cây ai.
chín tầng khe suối một bầu tiếu già. Sông chơi ngăn quê ngăn đào ngày thấp hoàng trắng sao lưng nở non buồn vây quay lắng ngoài.
Thank you.
dương ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàng lân cận Phật thánh chúa tiên trung vương. Dâng một chiến ngang long thành, dâng một chiến ngang. Thank you.
bóng hoàng về hôm nay thỉnh bóng hoàng về ngày đêm cất đà hương tăng phục thờ trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoàng đi chấn động hoàng có phép thần thông. Thank you.
sáng soi lòng dũng kiệt, cứ thường nặng ngành giả sắc ngỡ soi. Ấy mùi phong nguyệt nước non non, để mê quốc tuy quốc hồn xưa nay. Phù dung ơi, nàng nguyệt ở đâu đây? Dường như ngọn cò cành cây lá ba hồi.
hiên hóa lên mình về động đình trung nghĩa thì Bồ Tát xuống nghĩa là con vua thủy tộc ra đi.
nhân xui người các ơi. Làm lễ xưng nhang vì đồng là lễ xưng nhang, xưng lên quốc mẫu mười phương độ trì xưng nhang nghiệp khấn từ bi. Cung cầm quảng hà hàng hà, cung cầm quảng hà hậu sai cô xuống dương gian ngược đồng vốn xưa cô ngự bà bông. Cung cầm quảng hà hà, cung cầm quảng hà hậu sai cô xuống dương gian ngược đồng vốn xưa cô ngự thoải cung. Hai huê khắc ngọc hầu trong giao đài để cửa mười tám đôi người. Thank you.
phần dù góc bể chân chân trời cũng xét xem chân ta thì mấy người thành tâm nay người nào có phúc cô cho phần
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.